Truyền hình Thông tấn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Mở đầu là những tin chính sẽ phát trong chương trình. Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, sáng nay tại đài tưởng niệm Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12 năm 1972. Hơn 50 năm qua, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của nước ta đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, chất lượng dân số không ngừng được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, nhiều nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống, chất lượng này còn thấp bởi nhiều nguyên nhân. Nhân ngày dân số Việt Nam 26 tháng 12, xin được trở lại với câu chuyện này. Ngày 25 tháng 12, Đảng Tự do và Công lý, chính đảng của Tổ chức Anh em Hồi giáo tại Ai Cập, tuyên bố sẽ chuyển trọng tâm vào thúc đẩy phát triển cải cách nền kinh tế của nước này, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do những bất ổn kéo dài thời gian qua. Liên minh giữa đảng Likud cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đảng Israel Beitenu đã chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2013. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Senyason và phu nhân đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ngay sau khi đoàn đến sân bay quốc tế Nội Bài, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan ban ngành nước ta đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chumali Senyason và phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào. Sáng 26 tháng 12, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Senyason và phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón còn có các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ ban ngành trung ương và thành phố Hà Nội. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyason dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Lào tiến hành hội đàm tại trụ sở Trung ương Đảng. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chumali Senyason và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chuyến thăm là một sự kiện chính trị quan trọng trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị thủy chung trong sáng, tình đồng chí anh em thân thiết của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyason bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong bầu không khí hân hoan, chào mừng thành công rực rỡ của năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyason cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp chân tình, nồng hậu, thắm tình đoàn kết anh em giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam. Chuyến thăm là sự tiếp nối và phát huy mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết bền chặt giữa hai dân tộc, khẳng định mong muốn và quyết tâm không ngừng vun đắp phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Hôm nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo trưởng ban tuyên giáo, báo cáo viên của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các ban xây dựng đảng ở Trung ương. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ, kết luận của Trung ương về tiếp tục sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, các cấp các ngành cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên quán triệt các quan điểm, nắm vững các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết và kết luận, trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.
Các đại biểu tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận để nắm vững các nội dung tư tưởng chỉ đạo của Trung ương. Khi về địa phương, đơn vị sẽ tự trực tiếp tham gia tổ chức quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao và thiết thực. Trong sáng nay, hội nghị nghe đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 đã thảo luận cho ý kiến vào các tờ trình báo cáo đề án. Hội nghị đã thống nhất thông qua một số nghị quyết và kết luận quan trọng là nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ, kết luận về tình hình năm 2012 và kế hoạch năm 2013 về kinh tế xã hội, kết luận về đề án tiếp tục sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, kết luận về đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Sáng nay, lễ tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12 năm 1972 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Buổi lễ do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Dự lễ có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đông đảo lãnh đạo thành phố Hà Nội, quân chủng phòng không không quân, các cơ quan ban ngành thành phố và nhân dân quận Đống Đa. Trong không khí xúc động, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hà Nội, đại diện các cơ quan ban ngành và nhân dân đã dành phút mặc niệm và thành kính dâng hương tưởng nhớ đồng bào đã ngã xuống. Tháng 12 năm 1972, đế quốc Mỹ đã thực hiện cuộc không kích bằng máy bay B-52 lớn chưa từng có, ném bom dữ dội nhằm hủy diệt Hà Nội và các mục tiêu khác. Đêm 26 tháng 12, Mỹ huy động lực lượng máy bay B-52 lớn gấp 3 lần các đêm khác ném bom Hà Nội, trong đó có những khu dân cư đông như khu phố Khâm Thiên, khu lao động An Dương, bệnh viện Bạch Mai. Trận bom ấy làm chết 278 người, trong đó có 91 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em, làm cho 178 cháu trở thành trẻ mồ côi, 290 người bị thương. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ, chiến thắng lịch sử Hà Nội Điện Biên Phủ trên không không chỉ là chiến thắng của tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, mà còn là một mốc son chói lọi của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thủ đô. Sự hy sinh mất mát của những người đã ngã xuống ngay tại địa danh phố Khâm Thiên chứng tích lịch sử đã góp phần hun đúc bản lĩnh anh hùng cách mạng với truyền thống Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến anh hùng tiếp tục sáng ngời trong thời đại Hồ Chí Minh. Các thế hệ người Hà Nội hôm nay quyết tâm đem hết sức lực, trí tuệ cùng đoàn kết, chung sức chung lòng để xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với những người đã ngã xuống và sự tin yêu của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước. Hoạt động giả phá bom mìn còn nhiều khó khăn bởi số lượng bom mìn còn sót lại là rất lớn. Bên cạnh đó, kinh phí cho công việc này mỗi năm lên đến hàng nghìn tỷ đồng đang là gánh nặng cho ngân sách của nhà nước cũng như các địa phương. Theo số liệu thống kê của Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và thành phố Đà Nẵng, hiện nay các địa phương này đều có mức độ ô nhiễm bom mìn rất cao. Ở Đà Nẵng, mức độ ô nhiễm trên 100% diện tích. Tại Kon Tum, diện tích bị ô nhiễm bom mìn chiếm khoảng trên 48% diện tích canh tác toàn tỉnh. Tại tỉnh Gia Lai, 100% số xã, phường, thị trấn bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ. Có tới 50% số xã, phường chịu ảnh hưởng bom mìn ở mức cao. 15% số xã, phường chịu ảnh hưởng ở mức độ rất cao. Hơn 48% diện tích của tỉnh Kon Tum đã bị ô nhiễm bom mìn. Khu vực phát hiện được bom mìn nó nằm rất nhiều ở nơi. Trong thành phố, khu dân cư cũng có, ở trên nương rẫy cũng có, khu vực sông suối và rừng núi cũng có. Lực lượng công an tỉnh dù đã cố gắng, tuy nhiên do lực lượng mỏng, trang bị hạn chế và thực hiện một lúc nhiều công việc khác nhau, nên chúng tôi cũng chỉ tổ chức rà phá và thu gom được một phần nhỏ trong cái diện tích bị ô nhiễm bom mìn. Để khắc phục hậu quả nặng nề do bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh để lại, các đơn vị bộ đội công binh và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh đã phối hợp thực hiện rà phá bom mìn, vật liệu nổ. Tuy nhiên, số lượng trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ của bộ đội công binh các tỉnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và đều đã xuống cấp do sử dụng lâu năm. Với lực lượng con người của bộ được trang bị, được biên chế, thì về lực lượng thì chúng tôi cũng đủ, nhưng mà về phương tiện mà nói á, thì rất là thiếu nhiều. Hiện nay ngồi cái trang bị của Bộ Quốc phòng ra, của quân khu ra, thì chúng tôi tự mua sắm thêm một số trang bị. Nhưng so với yêu cầu thì vẫn còn thiếu. Bởi vì có những công việc nó đòi hỏi
nhiều phương tiện máy móc thì không cùng một lúc là không thể thực hiện được. Bổ sung và trang bị thêm cho đơn vị một số phương tiện, các máy dò sâu, máy dò nông hoặc kể cả công tác bảo hiểm của con người. Nhu cầu làm sạch bom mìn trên các địa phương là lớn, số so với diện tích đã giả phá được mới chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Điển hình như Đà Nẵng, số diện tích giả phá mới chiếm khoảng 6%. Công tác giả phá bom mìn, vật liệu nổ cũng còn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi chủ yếu là hai nguồn, nguồn nhà nước thì theo cái quyết định là của từ chính phủ, Bộ Quốc phòng. Nhưng mà hiện nay thực tế thì chúng tôi là tự ứng và làm. Còn lại sau này chúng tôi làm cái toán để báo về theo cái diện tích làm như thế nào, đó là quyết toán sau. Còn nguồn thứ hai thì là các dự án của các cái doanh nghiệp hoặc là các cái đầu tư mà xây dựng công trình ấy, là trực tiếp đi vào có cái phần trả pháp bom mìn, nên là kinh phí là chủ yếu đó, còn ngoài ra không còn nữa. Bom mìn sót lại sau chiến tranh đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân Việt Nam và sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Công việc giả phá bom mìn đòi hỏi tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, chung tay góp sức của cộng đồng xã hội và quốc tế. Hôm nay tại Nghệ An đã diễn ra hội nghị cấp cao các tỉnh của ba nước Việt Nam, Lào, Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12. Tham dự có Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, các tổ chức ngoại giao của ba nước. Tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định các tỉnh sử dụng đường 8 và đường 12 đã chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký kết, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giao lưu văn hóa, thương mại và du lịch. Một số lĩnh vực như nông nghiệp, đầu tư đã có những bước tiến đáng khích lệ. Nhờ vậy, những năm qua, các tỉnh trong hiệp hội đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Không gian và lĩnh vực hợp tác ngày càng được mở rộng, góp phần quan trọng nâng cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Lào, Thái Lan. Tuy nhiên, do những khác biệt về kinh tế, luật pháp và thủ tục hành chính, nên kết quả hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi tỉnh, chưa đáp ứng được yêu cầu trong xu thế hội nhập. Tại hội nghị lần này, 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung biên bản hội nghị lần thứ 15, nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế của mỗi tỉnh và đề ra phương hướng hợp tác phù hợp nhằm đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các tỉnh trong hiệp hội đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn. Để nâng cao chất lượng dân số, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện lồng ghép các chương trình, chính sách phù hợp với từng vùng miền, trong đó tập trung thực hiện lồng ghép các chính sách về y tế, bình đẳng giới, tăng khả năng tiếp cận chính sách cho người dân. Bước tiến mới trong nâng cao chất lượng dân số của tỉnh là thực hiện đề án sàng lọc trước và sau sinh. Theo đó, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đã đạt hơn 2% và sau sinh là trên 9%. Qua đó đã phát hiện, điều trị và giảm thiểu được tỷ lệ trẻ sinh ra bị dị tật, dị dạng bẩm sinh. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng dân số đối với vùng ven biển, đầm phá và cửa sông. Trong đó, ưu tiên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn, khám, điều trị bệnh, tuyên truyền lưu động y tế, kết hợp dân số để thực hiện truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Qua đó đã có gần 50.000 lượt người vùng ven biển, đầm phá được tư vấn, khám và điều trị bệnh. Các cơ sở y tế tuyến xã đã đảm bảo cung cấp hơn 98% cơ số thuốc, vật tư cho là mẹ an toàn. Tỉnh cũng đã dành hơn 50% tổng số việc làm của mỗi năm cho lao động nữ. Hơn 90% phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn để sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tăng cường thực hiện các mô hình hỗ trợ như xã phường không có người sinh con thứ ba trở lên, nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới, sàng lọc trước và sau sinh.